phản ánh tới báo Tiền Phong, một số người dân tại thôn Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, từ ngày 8 tháng 10 quanh khu vực suối đầu nguồn gần nhà máy nước sạch sẽ sông Đà hình thành dầu nhớt đã qua sử dụng, có mùi khét rất khó chịu. Do trời mưa lượng dầu này tràn xuống nước của dòng suối đầu nguồn, sau đó nối tiếp chảy vào biển Đồng Bài gây ô nhiễm nước. Tại hiện trường, dù trời vừa mưa kết thúc nhưng dòng suối vẫn có mùi khét lẹt. Anh L, người dân thôn Phú Minh, cho biết mấy ngày nay dòng suối bị chất lạ đổ vào khiến nước ô nhiễm nghiêm trọng. Đàn cá trắm, cá chép tổng số lên đến gần 1 tấn của anh chết nổi trắng biển, chưa kể số ba nuôi trong bể, ước tính thiệt hại lên đến 70 triệu đồng. Cách đó một đoạn, hàng chục người dân thôn Giật Lại, thôn Phú Minh, huyện Kỳ Sơn tỏ ra cực kỳ bức xúc vì nước suối bị ô nhiễm. Người dân tại đây cho biết, từ ngày 9 tháng 10, ty đầu tư nước sạch sẽ sông Đà Di Quơ Sớt Cô đã thuê khoảng 50 người dân vớt dầu loang trên bề mặt nước. Dầu này rất lạ, có mùi khét và không thể giọt sạch sẽ. Mỗi lần vớt kết thúc là chúng tôi phải bỏ quần áo, một người dân nói. Sống trong thấp thỏm. Đã 4 ngày kể từ khi người dân các quận Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân phản ánh nước sạch sẽ sông Đà có mùi hóa chất nồng nặc, khét như mùi nhựa cháy. Đến sáng sủa 13/10, mùi tuy đã giảm sút nhưng nước sinh hoạt của nhiều khu cư dân vẫn còn mùi, do đó người dân vẫn chưa thể yên tâm sử dụng nguồn nước máy. Các cơ quan tác dụng của Hà Nội đã lấy mẫu tại một số khu vực xảy ra sự cố để phân tích, tuy nhiên phải đến tuần sau mới có hậu quả, trong khi người dân vẫn phải sống chung với nước sinh hoạt nặng nề mùi hóa chất. Anh Cường, cư dân ở chung cư văn phòng 5 bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, cho biết, từ tối 10 tháng 10 đến giờ nước chuyển quý phái mùi khét như vỏ dây điện bị đốt. Mùi này cũng tương tự mùi keo dán ống nhựa. Nhiều cư dân tòa nhà 3 và ở khu vực Linh Đàm cũng cho biết do nước máy có mùi khét nồng nặc nên họ phải sử dụng nước sau khi đã lọc qua bằng máy lọc nước để tấn công răng, rửa mặt buổi sáng sủa. Cũng tại khu thị trấn Linh Đàm, cư dân chung cư Hớt Ba phải bỏ tiền mua nước và chuyển bằng xe tét đến để dùng trong ăn uống. Có gia đình bỏ ra gần 1 triệu đồng để mua nước đóng chai về nấu nướng ăn. Một số người có con học tại trường tiểu học Chu Văn An đã thống nhất với hội phụ huynh mua nước chở bằng xe tét đến trường để nấu nướng ăn cho học sinh. Giáo sư, thí sinh Trần Hiếu Nhụy, nguyên viện trưởng viện kỹ thuật nước và công nghệ môi trường cho biết, đường ống nước sạch sẽ sông Đà đã hơn 20 lần bị dở, rò rỉ do chất lượng ống và việc xây đắp không đảm bảo chất lượng. Giáo sư Nhụy đặt câu hỏi trong mỗi lần sửa chữa đường ống bị dở đó, đơn vị sửa chữa có xúc rửa đường ống theo đúng quy trình hay không? Nếu không có thể ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch sẽ. Về vấn đề nguồn nước đầu nguồn bị đổ dầu gây ô nhiễm, giáo sư Nhụy cho rằng nếu xảy ra thì cực kỳ nguy hiểm. Theo ông, phải dùng nhiều giải pháp khoa học tiến bộ để xử lý chứ không thể sử dụng mỗi lô. Ngoài ra, việc bảo vệ nguồn nước mặt là cực kỳ quan trọng, phải có biện pháp xử lý mạnh tay, đủ sức răn đe. Trước đó, ngày 12 tháng 10, Diqueco đã có văn bản cho hay ngày 11 tháng 10, công ty này cùng đại diện của Diqueco đơn vị mua nước sạch sẽ từ Diqueco bán trực tiếp tới các hộ tiêu dùng, đã lấy mẫu tại điểm cấp nước Đồng Biển 1.200 bit. Việc kiểm tra chất lượng nước có thể sẽ cần một khoảng thời gian nhất định. Công ty này cam kết sau khi nhận được hậu quả thử nghiệm chất lượng nước sạch sẽ của cơ quan tác dụng sẽ thông báo ngay đến người dân và cơ quan tác dụng.